Hôm nay 12 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm xét xử những sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ bước sang ngày làm việc thứ 5. Phiên tòa tiếp tục phần tranh luận với sự tham gia đối đáp giữa đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư về các tội danh trong cáo trạng. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mặc dù biết liên danh nhà thầu không đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng, dẫn đến hậu quả dự án phải dừng thi công, gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Bình cho rằng, tất cả các công việc bị cáo thực hiện đều dựa vào chủ trương của chính phủ, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và phù hợp với chức năng nhiệm vụ bị cáo đã được Tổng Giám đốc phân công. Bị cáo không thực hiện việc gì vượt quá quyền hạn, không lợi dụng quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới. Một số luật sư cũng phân tích, xác định nguyên nhân gây thiệt hại trong vụ án và phương pháp xác định trách nhiệm dân sự của các bị cáo. Nhiều luật sư đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.